dạ cũng còn. Thôi đi. Xong rồi còn quên tắm nữa, quên tắm nữa. Có giờ em nhỏ lớn em mới nghe một người quên tắm. Em cứ hỏi hoài luôn. Tối nào cũng hỏi mà. Sao mà quên tắm ta? Xong rồi các em mới kêu ra tắm đi, cái nói giờ tắm là trúng gió chết liền, không có cỡ wow, nào cũng trúng gió chết liền á. Rồi là xong là để tới sáng tắm. Nhưng mà biết là nằm xa em nha. Nằm xa em ra, ôm cứ ôm nằm xa em ra vậy đó. Rồi bữa nào tắm thì sáp vô, còn bữa nào chưa tắm thì sáp ra. Mà bây giờ còn không? Còn luôn. Tại em nghe công việc của em á, nghe điện thoại nhiều quá. Cái tật em hay quên. Cứ nghe điện thoại suốt từ 9, 10 giờ đi, 11 giờ vẫn còn nghe. Nghe riết rồi mệt quá, cứ rồi lăn ra ngủ luôn. Nó công việc thì mà. Công việc, rồi cứ nghe điện thoại thôi. Thôi nhưng mà dù sao đi nữa, cái chuyện ở dơ vẫn là dơ. Dạ, xong rồi.